Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì hãy cùng em điểm qua các dòng TV phân khúc 55 và 65 inch với cái tần số quét lên đến là 120Hz, có giá thành dưới 9 triệu đồng để các bác mua sắm rồi nhé. Hôm nay thì sẽ có một cái đợt giảm giá rất là sâu các dòng 120Hz để mọi người mua. Giá thành thì vừa mới cập nhật xong với từ dưới 9 triệu đồng trở lên, dưới 9 triệu đồng thôi, các bác sẽ sở hữu được con TV có tần số quét cao và tốc độ xử lý nhanh, màn hình 4K, điều khiển giọng nói, các thứ đầy đủ hết rồi nhé. Hãy cùng em đi tìm hiểu các cái model ở đây, từ những thương hiệu ví dụ như là của Sony, Samsung, LG và của TCL, xem là chúng ta có những model gì để mà các bác mua sắm. Các bác đạo yêu mến, em có thể dành tặng cho em Long những nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên thì em sẽ cập nhật cho mọi người cái thương hiệu Sony ở ngay trước mắt mọi người đây đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ sang Samsung, LG và TCL. Những phân khúc TV 55, 65 inch có giá thành dưới 9 triệu đồng. Bắt đầu con đầu tiên. Ở phân khúc 120Hz thì các bác mua cho em những dòng TV của Sony sẽ rơi vào là X85 hoặc là X90 trở lên. Chúng ta sẽ có tần số quét 120. Còn những dòng X80 trở xuống sẽ là 60Hz thôi. Đầu tiên là phân khúc 55 inch. 55X85K. Bây giờ em đang còn giá cho mọi người là còn 17.610.000. 17.610.000 cho 65X85K. Và xin quắc 55X85K 17.610.000. Còn đối với 55X90K đang bán là 20.650.000. Thì như vậy là hai con phân khúc này không thỏa mãn cái nhu cầu là tần số quét 120Hz mà dưới 9 triệu đồng cho mọi người. Tuy nhiên thì em cũng muốn cập nhật cho mọi người trong cái video lần này để các bác nắm bắt được toàn bộ các dòng 55 và 65. Về phân khúc 65 inch, chúng ta sẽ có 65X90 và 65X85. Về hàng cho các bác là 65X90K, màn hình Full HD với tần số quét 120 và chip là chip XR. Đối với con này thì hiện tại giá đang dao động rơi vào là 22.110. 22.100 mọi người nhá. Cho 65X90. Còn đối với 65X85, phân khúc 65 inch đang bán là 18.690.000 mọi nhá. 18.690. Thì ở phân khúc TV là của Sony, chúng ta sẽ có giá dao động từ 17 triệu đồng trở lên cho phân khúc là 55 và 65 inch. Phân khúc là 120Hz. Chúng ta cũng không có tìm được con nào với thỏa mãn nhu cầu là dưới 9 triệu đồng cho người. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có thương hiệu đủ nhu cầu để các bác mua sắm. Tất nhiên là phải có thì em mới giới thiệu cho mọi người được. Nhưng mà em cũng muốn cập nhật toàn bộ các dòng TV ở đây để các bác nắm bắt được cái từng giá trị một của từng con một TV. Ở phân khúc tiếp theo thì chúng ta sẽ có của Samsung và LG. Lượt qua nhanh xa LG, bởi vì LG thì lại không có một cái model nào thỏa mãn cái nhu cầu là tần số quét 120 cả. Tất cả các dòng TV ở đây thì sẽ có chỉ có tần số quét là 60Hz thôi. Chúng ta sẽ có những dòng TV là màn hình QLED có tần số quét 120, đó chính là con 55 QLED 80 SQA mà nhá. Con này thì chúng ta có tần số quét 120, đó là 55 QLED 80 SQA với giá thành là 14.360.000 cho con TV này. Đây là con 55 inch. 65 inch thì bên em hiện tại thì đang hết hàng, con đó đang hết hàng. Ở phân khúc TV của bên LG chúng ta điểm nhanh qua chỉ có một model đó thôi. Chạy sang bên TV của bên Samsung bên này. Samsung bên này thì có nhiều phân khúc TV tần số quét 120Hz hơn để các bác lựa chọn. Đơn cử như những dòng TV 55 inch, chúng ta sẽ có 55Q70 và 55Q80 là tần số quét 120 trở lên. Hoặc là 65 inch cũng tương tự như vậy. Với 55Q80, em đang còn giá cho người 16.990.000, chưa đến 17 triệu đồng thôi nhá. 16.990.000 cho phân khúc 55Q80B. 55Q70 con đấy như là đang không còn hàng. Không còn hàng thôi nhá. 55Q70 không còn hàng. Em cập nhật cho bác 65 inch luôn. 65 sẽ có 65Q70 và 65Q80 cũng tương tự như vậy. Hiện tại thì Q70 cũng đang cháy hàng trên thị trường, kể cả những dòng phân khúc 55 và 65 inch cũng không còn hàng mọi nhá. Không còn hàng luôn.
và chúng ta chỉ còn có những phân khúc tivi như là QL để các bác mua. QL nó chính là những dòng tivi màn hình mini LED và đợt này giá cũng rất rẻ, thì cũng xin giới thiệu luôn cho bác trong cái video lần này. Với phân khúc tivi 120Hz thì đối với con QL85 và 55 inch và 65 inch thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của chúng ta. 55 inch đợt này QL85 giá cũng vô cùng là rẻ. Đối với màn hình mini LED thì chưa có thương đơn vị nào nó giảm giá sâu như vậy cả. Với dòng này đang bán là 18.100.000 cho phân khúc 55QL85. Và 65QL85 BM đang bán là 22.510.000 65 inch QL85 ở ngay phía bên trên. Các bạn nhá. Màn hình rất đẹp với 65 inch. Thì ở đây là hai phân khúc TV mà các bác mua hàng khi mà mua phân khúc 120Hz có thể lựa chọn. Đấy, 55, 65 đợt này lại khá là khan hiếm. Kể cả những dòng 65Q80B. 65Q80B với giá hơn 21 triệu đồng, đợt này cũng đang cháy hàng trên thị trường và bên hãng cũng đang không còn hàng để mình nhập về. Đấy, hy vọng các bác sẽ lựa chọn một cách thông minh. Khi mà có hàng các bác mua hàng, tránh trường hợp mà nó hết hàng như thế này mà các bác muốn mua thì lại không có. Chúng ta sẽ lựa chọn một là cao hơn hẳn hoặc là thấp hơn hẳn để chúng ta mua. Ok, thì đấy là bên của bên Samsung. Một thương hiệu cuối cùng chắc chắn là sẽ có những cái model giá cực kỳ là rẻ để phục vụ bác trong 2020 trong khu vực phòng khách để chúng ta mua. Đợt này thì bên TCL mới sắm cho các bác một cái giao diện mới, đó chính là cái kệ này. Đấy, bên em chuẩn bị là treo cho bác một cái TV 98 inch ở đây. Chính vì vậy mà bên em đang có một mức giá cực kỳ là sốc cho các dòng TV của bên TCL. Không chỉ các dòng TV LED lẫn bây giờ sẽ là các dòng TV QNET cũng xả hàng cho mọi người một cái mức giá cực kỳ là rẻ. Ở phân khúc này thì chỗ này thì bên em đang kê là toàn bộ các dòng máy TCL 2023. Phá giá cho mọi người đó chính là dòng 55Q636. Phân khúc 55 inch và 65 inch. Màn hình TV 4K. Đây là con 55 inch em kê đây. Các bác nhá. 55 đang kê đây. Và 65 inch thì đang kê trên này. Đây. 65 inch đây. Em quay cho bác con 65 inch để các bác nhìn nhá. 65 inch Q636. À, chưa qua con kia là con model khác. Đây con Q636 đây. Ở phía bên này thì chúng ta đang có con Q636 phân khúc là 55 inch kê phía trên và phân khúc là 65 inch kê phía dưới. Chứ con đầu tiên không phải nhá. Đây là hai con đây. Con trên và con dưới rồi nhá. Phân khúc là Q636. Với con 55 inch em đang bán dưới 9 triệu đồng cho mọi người. Chính xác con Q636 55 inch em đang bán chỉ có 8.930.000. 8.930.000. Màn hình TV là tần số quét 120Hz. Đây các bạn nhìn thấy cái độ sắc nét của nó này. Tần số quét là 120Hz. Phải không ạ? Chúng ta sẽ có trải nghiệm khung hình mượt mà khi chơi game hoặc xem phim đỉnh cao, hỗ trợ lên đến 120. Một cái mức giá vô cùng là rẻ cho con này. Con này thì nếu mà các bác mua trong đợt này còn rẻ hơn cả các dòng TV LED thông thường, là con các dòng P7737. Đấy, giá rất rẻ với tầm dưới 9 triệu đồng. Chúng ta sẽ có thêm điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt trên cả điều khiển lẫn không điều khiển. Đấy, điều khiển qua câu lệnh OK Google. Thiết kế tràn khung viền, đây là con mà em muốn giới thiệu cho mọi người nhất. Với 55 inch thì tần số quét 120, công suất của nó sẽ là 155W. Hàng của Việt Nam, được Bộ Công Thương đánh giá lên đến là 5 sao. Chân là chân hình chữ V úp ngược ở chính diện ở hai bên như này. Đấy các bác để nhỉ. Chính diện sẽ có viền kim loại, toàn bộ 4 viền bằng kim loại nhá. Toàn bộ 4 viền bằng kim loại. Có hệ thống loa Onkyo. Đây. Hệ thống loa Onkyo và âm thanh vòm trên dòng TV này. Dolby S mode là đầy đủ. 65 inch thì với kích thước to hơn, đây em sẽ đi xa cho mọi người xem kích thước của hai con TV này. 55 inch là ngang 1m23, còn 65 inch là ngang 1m46. Đấy, kích thước to hơn hẳn để các bác trải nghiệm nó được mượt mà hơn. Thì với 55 inch thì đang có giá có 8.990.000. Còn với 65 inch màn hình 4K chấm lượng tử Q636, chúng ta sẽ có giá là 11.710.000 cho 11.700.000. 11.700.000 dưới 12 triệu đồng cho màn hình TV QLED. Các bác mua với tầm giá trên 12 triệu đồng hoặc là trên 11 triệu đồng với tầm giá như thế này, các bác chỉ lấy được những dòng TV tầm thấp nhất của bên TV là Samsung, đó là con 55
65AU7700. Tuy nhiên khi so sánh 65AU7700 với TV của bên QLED này thì các bác hoàn toàn có một sự khác biệt rõ rệt. Màn hình QLED với màn hình LED 4K thông thường nó có một khác đi một trời một vực mọi nhá. Một trời một vực. Và với tầm giá 11 triệu 7 này thì các bác hoàn toàn mua được con này, chứ không bao giờ đến siêu thị mà các bác mua các con khác thì với tầm giá 11 triệu thì hoàn toàn là sai lầm. Đây là đợt này thì sẽ có về cho các bác một cái lô hàng cực kỳ là lớn, các dòng 55 inch và 65 inch Q636 để các bác lựa chọn. Nên các bác hoàn toàn thoải mái đặt hàng trong cái đợt này mọi nhá, để mà có một chiếc TV tốt. Hy vọng là cái đợt này sẽ là đợt giảm giá tốt nhất của bên TCL trong đợt này. Các bác mua sắm có thể mua trong đợt này luôn, bởi tránh trường hợp qua đợt này giá nó sẽ cao lên. Tại vì em đang nhập một lô cực kỳ là lớn các dòng TV Q636 về để phục vụ các bác. Và khi mà bên TCL họ đầu tư một cái kệ có giao diện đẹp như thế này và đầu tư rất nhiều các model về cho siêu thị thì giá thành nó sẽ được tốt hơn rất nhiều các hệ thống điện máy khác không có một cái giá thành tốt như vậy cả. Đấy, ok, các bác nào mua hàng đặt hàng có thể. Hiện tại thì đối với dòng này thì em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí trong bán kính là 20 km đầu tiên. Đấy, mọi người ở xa hơn thì có thể chúng ta sẽ tính phí vận chuyển về đấy 100-200 nghìn, em sẽ về tận nơi lắp đặt và cài đặt cho các bác. Xa quá thì các bác em sẽ chuyển phát nhanh về khu vực nhà mình và các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Tất nhiên là các bác sẽ phải đặt cọc trước, là xa quá em sẽ có đặt cọc trước là 10% hoặc là ít nhất là 2 lần số tiền vận chuyển, để bên em vận chuyển về các bác sẽ kiểm tra và thanh toán đốt rồi nhá. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.